Tại đêm chung kết Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, ca sĩ Chibu xuất hiện với tư cách nghệ sĩ khách mời. Cô tỏa sáng trong màn trình diễn ca khúc Hoa Dưới Mặt Trời. Là chị đẹp thành công tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng của xứ Trung, Chibu hoàn toàn có thể thực hiện được các động tác khó, chứa nhiều năng lượng, đúng với sở trường của mình. Thế nhưng, trong tiết mục đặc biệt này thì cô và ekip đã không chọn làm thế. Ca khúc Hoa Dưới Mặt Trời được sáng tác bởi Trang Pháp, chị đẹp chiến thắng thuyết phục tại đêm chung kết. Và tiết mục của Chibu càng ý nghĩa hơn khi Trang Pháp chính là người đảm nhận phần thu âm hát bè. Với mong muốn dành sự bùng nổ tỏa sáng cho các chị đẹp, Chibu tạo nên màn trình diễn nhẹ nhàng, mang thông điệp ý nghĩa phù hợp nội dung chương trình. Một hình ảnh Chibu đầm thắm bất ngờ và đầy trải nghiệm, bài hát tựa như những lời gửi tặng, lời động viên đến 30 chị đẹp Việt mà bản thân Chibu cũng luôn ngưỡng mộ và nể trọng. Màn trình diễn này đã được các chị đẹp hưởng ứng tích cực. Chị đẹp Trang Pháp thích thú hát theo không ngừng. Các chị đẹp khác thì đắm chìm vào ca khúc, lắc lư theo giai điệu bài hát. Sau khi tiết mục kết thúc, Diva Mỹ Linh đã đứng dậy cổ vũ như là một cách khích lệ, ủng hộ tinh thần cho đàn em Chibu.